các tân binh Nghệ An hăng hái lên đường nhập ngũ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp xã giao đại diện tòa thánh Phan -căng không thường trú tại Việt Nam. Cửa lò nâng cao năng lực quản lý điều trị F0 tại nhà. kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An. Vừa rồi là những thông tin chính, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Hoa chung không khí ngày hội giao nhận quân năm 2022 trên toàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An đã dự lễ giao nhận quân tại thị xã Hoàng Mai, động viên các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022. Năm 2022, thị xã Hoàng Mai tuyển nhập ngũ 101 thanh niên theo chỉ tiêu được giao. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã gọi khám tuyển 105 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu. Trong số 101 công dân lên đường nhập ngũ, có 10 thanh niên viết đơn tình nguyện sung phong, 4 thanh niên là người có đạo, 25 thanh niên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng cảm tình đảng. Theo kế hoạch giao quân, các chiến sĩ mới này sẽ giao cho các đơn vị, trường quân sự quân khu 4, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, công an tỉnh. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tặng hoa động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Cùng ngày, các huyện thành thị trên toàn tỉnh đã long trọng tổ chức lễ sao nhận quân. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có mặt tại nhiều địa phương để động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Tại huyện Con Cuông, tổ chức lễ sao 99 công dân ưu tú lên đường nhập ngũ. Trong số 99 công dân nhập ngũ đợt này, các đơn vị quân đội tiếp nhận 93 công dân và công an tiếp nhận 6 công dân. 100% thanh niên nhập ngũ lần này đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó hơn 73% tiêm mũi 3 và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trước ngày sau nhận quân. Tại huyện Tân Kỳ, năm nay có 172 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 158 người thực hiện nghĩa vụ quân sự, 14 người thực hiện nghĩa vụ công an, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Các đơn vị nhận quân gồm sư đoàn 341 quân khu 4, trường quân sự quân khu 4, công an tỉnh, bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tỉnh, E764 bộ chỉ huy quân sự tỉnh. 100% tân binh đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine và được xét nghiệm bằng phương pháp PCR có kết quả âm tính với COVID-19 tính đến ngày sau nhận quân. Tại thành phố Vinh, có 137 công dân nam nhập ngũ chính thức vào quân đội và công an nhân dân, 7 công dân dự phòng. Tại Đô Lương, toàn huyện có 240 tân binh mới, sẽ được điều động đến 6 đơn vị quân đội và công an. Còn tại nghĩa đàn có 152 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong ngày nhập ngũ, các tân binh đều bày tỏ niềm phấn khởi khi thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với tổ quốc, quyết tâm phấn đấu nêu cao bản lĩnh vững vàng, ra sức học tập rèn luyện để trở thành người chiến sĩ ưu tú trong quân đội. Sau so dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tại lễ giao nhận quân, công tác phòng chống dịch được đảm bảo an toàn. Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiếp xã giao Tổng giám mục Marek Zegarski, đại diện tòa thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam. Sự buổi tiếp còn có giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, một số linh mục giáo phận Vinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá rất cao trong những năm qua, tòa thánh Vatican cũng như cá nhân ngài Tổng giám mục đã luôn quan tâm đến hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung cũng như giáo phận Vinh nói riêng qua đó tạo điều kiện động viên giám mục các vị linh mục tu sĩ và đồng bào công giáo hoạt động theo đúng giáo lý giáo luật và cùng chính quyền cộng đồng dân cư thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như của địa phương Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ sự cảm ơn đối với những đóng góp của đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng thời mong muốn thời gian tới, Ngài Tổng Giám mục Marek Zekaski và Giám mục Giáo Vận Vinh An Phong Nguyễn Hữu Long tiếp tục lãnh đạo đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh, tiếp tục chung tay cùng với cấp ủy chính quyền, cộng đồng dân cư trên địa bàn, xây dựng và phát triển Nghệ An. Tổng giám mục Marek Zekashvili, đại diện tòa thánh Vatican không tưởng trú tại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh đối với cá nhân ngài và phái đoàn. Với tinh thần dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, tổng giám mục Marek Zekashvili mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển. Qua đó không chỉ đóng góp cho sự phát triển của giáo hội mà còn sự phát triển của xã hội Việt Nam. Chỉ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, phường Nghi Thủy thị xã Cửa Lò phát hiện 350 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có gần 250 F0 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng được cách ly điều trị tại nhà. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường đã kích hoạt trạm y tế lưu động, thành lập tổ chăm sóc sức khỏe tại các khối, phối hợp với tổ COVID cộng đồng để thường xuyên giám sát việc cách ly điều trị. Việc giám sát, hỗ trợ chăm sóc điều trị F0 tại nhà đã nhận được sự đồng thuận rất lớn của nhân dân. Khi được thực hiện cách ly tại nhà thì tôi cũng được trạm y tế với lại khối trưởng các cứ đến thăm hỏi, đồng viên và cùng cấp thuộc để điều trị tại nhà thì tôi cũng thấy yên tâm. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thị xã Cửa Lò đã kích hoạt 7 trạm y tế lưu động tại 7 phường làm công tác điều trị F0. Hiện toàn địa phương có khoảng 1.000 ca F0 thể nhẹ và không có triệu chứng được điều trị tại nhà. Để nâng cao năng lực cho các trạm y tế lưu động, Trung tâm y tế thị xã đã tăng cường thêm trang thiết bị, nhân vật lực và hỗ trợ kiến thức cần thiết cho tuyến y tế cơ sở. Thị xã thành lập và công khai thông tin của đội tình nguyện hỗ trợ tư vấn điều trị F0, F1 tại nhà là các y bác sĩ có kinh nghiệm từng điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Đồng thời, yêu cầu các địa phương nhận định đúng tình hình diễn biến của từng bệnh nhân. Đến nay, việc điều trị F0 tại nhà trên địa bàn có nhiều chuyển biến tốt, toàn thị có khoảng 200 F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh chúng tôi theo dõi sức khỏe hàng ngày, nối lại cái thông tin hai chiều, hỏi thăm sức khỏe từng hộ gia đình, từng người khi có những cái triệu chứng, triệu chứng gì liên quan đến sức khỏe là báo cáo về ban chỉ đạo để có phương hướng xử lý trong cái tầm soát thời gian gần đây đó chúng tôi cũng đã có những biện pháp tích cực thuốc men hỗ trợ rồi là uh, những cái tư vấn những cái thông tin để để người dân yên tâm điều trị chỉ đạo hướng dẫn các trạm y tế quản lý một cách là tốt nhất để đảm bảo được phong tránh được cái lây nhiễm tại cộng đồng. thứ hai là đảm bảo được cái vấn đề đó, tuân thủ cái quy trình điều trị. Và thứ ba là cũng là để làm sao để giảm được tải cho trên các cái tuyến trên thường xuyên hướng dẫn về chuyên môn cập nhật và cử cán bộ giám sát có thể là cầm tay chỉ việc Thế rồi là thành lập các cái tổ tư vấn để mà dẫn điều trị. Thị xã Cửa Lò đến nay đã nâng độ bao phủ vaccine. Các trường hợp F0 khoảng 90% là thể nhẹ không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Việc nâng cao năng lực của tuyến y tế cơ sở, điều trị F0 tại nhà được xem là giải pháp phù hợp để địa phương hướng đến thích ứng an toàn với dịch bệnh, ổn định phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới. tin vừa rồi đã kết lại bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.